nhân dịp tổng kết năm học 2022-2023, chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chi nhánh Long An trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Khánh Hậu và trường Trung học Cơ sở Khánh Hậu thành phố Tân An, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt những phần học bổng không chỉ mang giá trị vật chất động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi có thêm điều kiện và động lực để vươn lên trong học tập mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc